Trương Mỹ Giang sinh năm 1992, cao 1m60, nặng 45kg. Với chiếc áo dài may có cô tay trắng chủ đạo kết hợp cùng may vàng là chi tiết chủ yếu để đường đường nát quyến rũ của con trẻ người phụ nữ. Nó đã mang cho tất cả chúng ta một sắc xuân ấm áp, sắc xuân của một dân tộc anh hùng. Chúng ta đến với hội viên Nguyễn Phương Thảo sinh năm 1992, cao 1m59, nặng 48kg. Trong họa tiết chủ yếu là công kết hợp với nền trắng cùng sắc hồng chủ đạo làm tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Đến với hội viên Lê Thanh Tâm sinh năm 1992, cao 1m64, nặng 53kg. Hình ảnh trống đồng đã trải qua ngàn năm văn hiến, đồng hành và trường tồn suốt với dân tộc Việt Nam, thể hiện sự oai hùng, mãnh liệt và sức sống tràn trề, cũng đúng như sức sống của người phụ nữ Việt Nam. Chúng ta sẽ đến với phần 2 của bộ sưu tập với chủ đề Hội Nhập. Chúng ta sẽ đến với hội viên Nguyễn Thảo Nguyên sinh năm 1992, cao 1m60, nặng 51kg. nay chúng ta sẽ đến với hội viên Hà Hoài Yến, sinh năm 1993, có 1m56, nặng 49kg, với họa tiết chủ yếu về vấn đề biển đảo. Mình sắc xanh đã tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, hình ảnh tượng trưng cho sắc đẹp mạnh mẽ phi thường nhưng không kém phần duyên dáng. Chúng ta đang có hội viên Trần Đức Ngọc, sinh năm 1993, cao 1m66, nặng 58kg. Với họa tiết chủ yếu là quốc hoa của dân tộc Việt Nam. Chúng ta đến với hội viên Hà Lê, sinh năm 1992, cao 1m63, nặng 53kg, với nét chủ đạo là cung đình Việt Nam. Chiếc áo dài truyền thống sẽ phải mang theo dấu ấn của văn hóa, lịch sử truyền thống của đất nước ta. Hãy để tà áo dài luôn là biểu tượng của thời gian, năm tháng của dân tộc Việt, để áo lụa Hà Đông luôn là niềm tự hào của người Việt, và hãy để áo dài sống mãi trong tâm thức của mỗi chúng ta. Đó chính là thông điệp mà đơn vị chúng tôi muốn mang đến cho hội thi hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị.